Bấy giờ Thiện Tài đồng tử bèn nghĩ như vậy, được thân người là khó, lìa các nạn là khó, được không có nạn là khó, được pháp thanh tịnh là khó, được gặp Phật là khó, đủ các căn là khó, nghe Phật Pháp là khó, gặp người lành là khó, gặp chân thiện tri thức là khó, thọ như lý chánh giáo là khó, được chánh mạng là khó, theo pháp hành là khó, phải chăng đây là ma, bị ma sai sử chăng, phải chăng là đồ đảng hiểm ác của ma, trá hiện tướng Bồ Tát thiện tri thức, muốn làm khó căn lành của tôi, làm khó thọ mạng, chướng ngại sự tu hành đạo nhất thiết trí của tôi, muốn kéo tôi vào trong các đường ác, muốn chướng ngại pháp môn của tôi, chướng ngại Phật Pháp của tôi. Khi Thiện Tài đồng tử đang nghĩ như thế, thì có 10.000 vị Phạm Thiên ở trong hư không nói như vậy. Thiện nam tử, đừng có nghĩ như thế, đừng có nghĩ như thế. Nay Đức Thánh này đắc được quang minh tam muội kim cang diệm, phát đại tinh tấn, độ các chúng sinh, tâm không thối chuyển. Muốn khô cạn tất cả biển tham ái, muốn chặt đứt tất cả lưới tà kiến, muốn thiêu đốt tất cả củi phiền não, muốn chiếu sáng tất cả rừng mê hoặc, muốn dứt tất cả sợ sinh tử, muốn hoại tất cả chướng ba đời, muốn phóng quang minh tất cả pháp. Thiện nam tử, các Phạm Thiên chúng tôi, phần nhiều chấp tà kiến, đều tự cho rằng là người tự tại, là người sáng tạo, ở trong thế gian mình là tối thắng. Khi thấy được vị Bà La Môn này dùng 5 thứ lửa đốt thân, thì nơi cung điện của mình, tâm chẳng còn vui chấp trước, nơi các thiền định, chẳng được từ vị, đều cùng nhau đi đến chỗ Bà La Môn. Bấy giờ vị Bà La Môn dùng sức thần thông thị hiện đại khổ hạnh vì chúng tôi nói pháp, khiến cho chúng tôi diệt được tất cả kiến, trừ được tất cả kiêu mạn, trụ nơi đại từ, thực hành đại bi, khởi tâm rộng lớn, phát tâm bồ đề, thường thấy chư Phật, luôn nghe diệu pháp, tất cả mọi nơi tâm không còn chướng ngại. Lại có 10.000 các ma ở trong hư không, dùng ma ni báu trời, giải ở trên vị Bà La Môn, bảo Thiện Tài rằng, Thiện nam tử, khi vị Bà La Môn này dùng 5 thứ lửa đốt thân, thì ánh sáng lửa đó sáng rực che lấp hết thảy cung điện, các đồ trang nghiêm của chúng tôi đều như đống mực đen, khiến cho chúng tôi ở trong đó chẳng sinh ưa thích, chúng tôi và quyến thuộc đi đến chỗ Bà La Môn. Vị Bà La Môn đó vì chúng tôi thuyết pháp, khiến cho chúng tôi và vô lượng thiên tử, các thiên nữ khác đều được chẳng thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.